Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 2019. Con đang ở tại trường Đại học Phật giáo Quốc tế miền Nam Thái Lan. Con kính chia sẻ về một đề tài quý Phật tử thường gặp tại gia đình. Đó là niềm tin tôn giáo khác biệt. Có một Phật tử hỏi con, làm sao có thể sống một cách hòa hợp với chính những người thương trong gia đình mà có niềm tin tôn giáo khác nhau? Thậm chí họ có thể mâu thuẫn. Đây là cách nhìn khách quan của con. Kính mong đại chúng hoan hỷ lắng nghe, thấu hiểu dưỡng dụng. Để dễ hiểu, con lấy một ví dụ. Đây là bốn người coi bói trên cái chỉ tay của con về tương lai và quá khứ. Người thứ nhất không biết gì cả về chỉ tay này. Hai người thứ hai là hai thầy bói coi về chỉ tay. Người thứ ba là bậc giác ngộ, có thiên nhãn thông nên thấy rõ về tương lai, có túc mệnh thông nên thấy rõ về quá khứ. Thì theo quý vị, ai sẽ là người cự cãi đúng sai hơn thua về tương lai quá khứ của con trên chỉ tay này? Người không biết, biết gì mà cãi không? Không. Người đã biết rồi thì thấy như thật, còn gì để cãi không? Không. Chỉ có cái người không biết mà giả và biết mới cãi. Như vậy, khi mình hoặc là người thương của mình mà mâu thuẫn niềm tin, là biết mình với họ đang là người giả vờ biết. Cái nguyên nhân ở đây là mình không dám chấp nhận rằng mình chưa biết, mình không biết. Và để giải quyết nguyên nhân đó, mình chỉ cần chấp nhận một cách thành thật với mình. Mình mà mình không thành thật với mình biểu ai thành thật với mình? Mình thành thật với người mình thương. Người mình thương ở một nhà cả một đời mà mình không thành thật với họ thì mình thành thật với ai? Cho nên xứng đáng nhất là mình thành thật với mình, và xứng đáng nhất là mình thành thật với người mình thương rằng mình chưa biết thì mọi vấn đề được giải quyết. Nhưng khi mà mình không biết và mình chấp nhận điều đó, không có nghĩa là để cho mình an phận với cái không biết đó, giống như là vật vô tri, hoặc để cho mình chấp nhận cái mê mờ mà không đi tự tìm cầu vật tha thiết biết, giống như con vật vô minh. Khi mình chấp nhận mình không biết, nó tạo cho mình một cái khát khao và mình tự thân muốn trải nghiệm không biết. Thực tế thì mình không nên giả vờ biết, vì làm như thế mình sẽ có bốn cái bất lợi. Thứ nhất là mình vì không biết cho nên mình hơi sợ hãi, sợ người ta biết mình không biết, và mình cũng không biết mình là ai hết, cho nên mình cảm thấy mình mông lung, chết hết. Ai cũng có chỗ nương tựa, chỉ mình không có. Cho nên mình đi tìm một cái gì đó để mình tin, mình nương tựa, để mình cảm thấy được an ổn, được che chở. Cho nên cái bất lợi đây là mình là một con người yếu đuối. Cái thứ hai là mình tự dối mình rằng mình không biết, mà mình kết luận, mình tin và cứ tưởng chừng như là mình biết. Mình nói cái lời Phật, lời Chúa, và mình nói cái lời của họ mà mình tưởng đâu mình tự thấy giống họ. Mình đeo kính của Phật, của Chúa bằng trí tuệ, mình đọc cái lời kinh đó và mình tưởng đó là cái thấy của mình. Mình tự dối mình và mình lừa dối người mình thương rằng mình nghe, mình tin cái điều mà người khác thấy, mà mình nói với người mình thương đi theo mình như thế là mình đã thấy. Thành ra mình áp đặt họ, mình sai khiến họ. Nhưng mình không nói áp đặt sai khiến, mình nói là mình giáo hóa, mình hóa độ, mình khai sáng. Nhưng thực ra thì đáng lý họ phải cảm ơn, tri ân mình rằng mình có cái động cơ tốt muốn giúp họ, nhưng họ cảm thấy bị ràng buộc và tổn thương. Vì sao? Khiến một ai đó tổn thương thì không phải là đích thực do trí tuệ và từ bi, mà đó là do cái tôi vô minh và áp đặt ràng buộc họ. Cái thứ ba, cái tác hại thứ ba, đó là khi mà mình không biết mà mình kiếm một thứ để mình tin, và mình kết luận cái niềm tin của mình là sự thật, là đúng, là duy nhất, thì mình sẽ trở nên cuồng tín. Cho nên thấy biết thì không bằng tin, mà tin mà lại cuồng tín cho mình là chân lý mà không rõ ràng biết, thì đó là một tai họa cho mình và thế gian này. Biết bao nhiêu cái gọi là thánh chiến, thánh là làm gì chiến? Vì ai đó ở bên ngoài hành tinh, ở bên ngoài trái đất này, mà con người trái đất này máu đổ thành sông, phải không nào? Vì chúng ta tin một thứ mà người khác không tin một thứ. Khi mình buộc mình vô một niềm tin thì mình đang buộc mình
mâu thuẫn một cách chắc chắn với người khác vì người khác cũng có một niềm tin khác. Cái điều mà khi mà mình tin mà mình không thấy, nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm thế nào? Để con lấy một ví dụ. Ví dụ như quý vị tin là Chúa có bốn tay, con tin là Chúa có không có tay nào cả. Quý vị dựng một cái tượng Chúa bốn tay trước cổng làng, con thấy tổn thương cho mình và thương cho Chúa. Bữa tối hôm sau con lặng lẽ, không phải vì cố tình hại quý vị mà muốn trả Chúa về nguyên hình hài của Ngài, con đã chặt hết tay của Chúa để Chúa không còn tay. Chuyện gì xảy ra với quý vị và con? Ngày hôm sau đó quý vị sẽ chặt tay của con. Thấy nó nguy hiểm không? Thấy niềm tin nó nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Cho nên cái mà thật sự những vị đứng đầu tôn giáo, những bậc giác ngộ đích thực, không có phải muốn thiết lập một tôn giáo như hệ thống niềm tin đâu, không muốn người ta tung hô tin một điều gì đó đâu, mà quý vị chỉ muốn lập ra một cái phương thức, tạo ra một cái cách thức để mỗi một cá nhân như là con người có khả năng đi vào trong đây để tự chuyển hóa họ một cách rất là cá nhân, rất là ẩn mật, rất là riêng biệt. Một cái chuyện rất riêng tư, đó là cái chuyện tâm linh. Không có chuyện gì mà riêng tư cá nhân bằng cái chuyện tâm linh cả. Bởi vì tham sân si là trong mình, mắt là của mình, tai là của mình, toàn bộ trí tuệ hay mê mờ là trong này. Khi mình hiểu được điều đó thì mình không có đi ra ngoài kia xuống dưới đường nắm tay nhau hô hào tin cái này không nên tin cái kia, cái này đúng cái kia sai. Không những là trong gia đình đâu, mà không những là trong gia đình huyết thống máu mủ, mà trong một gia đình tôn giáo, hoặc là trong bất kỳ một cộng đồng tổ chức nào, hoặc là trong tâm của một con người, ta cũng tự mâu thuẫn với chính những niềm tin mà mình thực sự nghe quá nhiều thứ và mình không biết tin vào đâu. Cho nên cái con đường tâm linh là cái con đường quay vào 180 độ, tự chuyển hóa lấy mình. Niềm tin thì khác ở bên ngoài, một cái gì đó nương tựa thì khác, nhưng vui buồn thì không khác, đau khổ và hạnh phúc thì không khác, tham sân si của con người thì không khác, và từ bỏ hết tham sân si đó thì ta thấy cái như thật không khác. Thì con đường đó là con đường đi vào chuyển hóa, buộc nó phải mất thời gian. Cho nên những kẻ mất thời gian, mất năng lượng nữa, mà buộc phải có một ý chí mạnh mẽ. Cho nên những kẻ sẽ không có cái ý chí, không có cái quyết tâm chuyển hóa mình thì tìm một cái gì đó để nương tựa thì dễ dàng. Và những con người đó thì rất nhiều, cho nên họ mới tạo nên một cái hệ thống niềm tin và tôn giáo trở nên là những gì để mâu thuẫn, cự cãi, hơn thua, chống đối, đúng sai, tranh giành. Vậy cái thứ nhất là ta chấp nhận mình không biết và khao khát biết. Cái thứ hai, mình hiểu rằng niềm tin tôn giáo thành một hệ thống là không đúng như những bậc sáng lập tôn giáo đã mong muốn, mà đó là con đường tâm linh đi vào bên trong mình để tự thấy biết, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, biết dùng của một kiếp người mình. Và đó là vấn đề rất là cá nhân, riêng biệt. Cái thứ ba là không nên vội tin vào kết luận của cái con người mình rằng vấn đề gì đó, và mà do tự thân mình lợm lật tất cả những cái niềm tin ai đó nói, ai đó kể cho mình nghe, và mình hệ thống lại, mình cảm thấy nó logic và mình tin vào cái logic đó. Phật dạy trong kinh Kalama không nên tin gì cả, thậm chí là logic của mình. Nói như thế không có nghĩa là Phật phủ định cái logic của con người, nhưng mà cái logic của mình tác dụng rất lớn nhưng tác hại cũng rất nhiều. Con ví dụ nhé, bây giờ con nói từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi và từ Sài Gòn đến Mặt Trăng, cái nào xa hơn? Quý vị sẽ nói Mặt Trăng xa hơn, nhưng giờ con nói từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi xa hơn. Con lý luận thế này, bởi vì nhìn lên Mặt Trăng thì con thấy, còn nhìn ra Quảng Ngãi còn thấy. Cái gì nhìn không thấy thì nó xa hơn. Có vẻ đúng không? Có lý chứ, nhưng mà thực tế thì sai. Vì
từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi có gần 800 km, nhưng từ Sài Gòn lên mặt trăng, từ trái đất này lên mặt trăng tới 384.400 km. Cho nên Phật mới dạy ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cho các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, nhữ đẳng bất tính khả ý, đừng có vội tin vào ý của các ông. Đừng vội tin không có nghĩa là đừng